bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền vào đúng đêm giao thừa. Nguyễn Như Long bực tức rút dao đâm người này trọng thương, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù tại Đà Nẵng. Một vụ ẩu đả hỗn loạn tại Vĩnh Long, do có mâu thuẫn về tiền bạc, hai nhóm đã hẹn nhau dùng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn. Tại Hải Phòng, bắt nữ sinh quỳ xuống đất xịt hơi cay vào mặt gây phẫn nộ. Cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng đang điều tra để làm rõ những cáo buộc gây ra với nữ sinh lớp 10 tên Hà. Trong khi đó, hai đối tượng dùng gạch và gậy sắt Đánh người gây thương tích tại Đồng Nai, sau nhiều ngày bỏ trốn đã bị bắt. Tiếp theo, thanh niên lái xe luồng xanh từ Long An xuống Trà Vinh đánh nhau chỉ để giải quyết mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử. Cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ. Cuối cùng, tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử các bị cáo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tuyên án tử hình. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin an ninh pháp luật ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Đâm chủ nợ trọng thương vì bị đòi nợ vào đêm giao thừa, lĩnh án 8 năm 6 tháng tù. Bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền vào đêm giao thừa, Nguyễn Như Long bực tức rút dao đâm người này trọng thương. Chiều 25 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Như Long, sinh năm 1998, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về tội giết người. Theo cáo trạng, tối ngày 11 tháng 2 năm 2021 Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1997, chú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cùng nhóm bạn đi ăn tất niên tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Triều, đến 23 giờ 30 phút cả nhóm ra về. Khoảng 0 giờ 0 phút ngày 12 tháng 2 năm 2021, thời điểm giao thừa, Hùng đi về ngang qua nhà của Long trên đường DT602, xã Hòa Sơn thì nhớ đến món nợ. Hùng liền vào nhà Long đòi 15 triệu đồng mà Long đã mượn của mình trước đó. Lúc này nhà Long vừa đón giao thừa xong, Hùng vào nhà rồi lớn tiếng chửi bới, đòi Long trả nợ. Sau khi được mọi người can ngăn, Hùng đồng ý giãn nợ đến ngày mùng 10 âm lịch. Tuy nhiên, Hùng không ra về mà tiếp tục la hét, chửi thề với hàng xóm của nhà Long. Lúc này Long bực tức, xấu hổ với hàng xóm xung quanh nên xuống bếp lấy dao đâm một nhát trúng ngực của Hùng, tỷ lệ thương tích 23%. Sau khi đâm Hùng, Long đến công an xã Hòa Sơn đầu thú, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại phiên sơ thẩm chiều ngày 25 tháng 9, Nguyễn Như Long cho rằng Do quá bức xúc trước hành động của Hùng, vì trước đó Long đã được Hùng đồng ý cho giãn nợ đến sau Tết, cho nên việc Hùng chọn ngày vào giao thừa để đòi nợ, chửi bới Long và hàng xóm khiến cho Long xấu hổ, không kìm được cơn giận mới ra tay. Sau khi gây án, gia đình Long đã bồi thường cho Hùng 50 triệu đồng. Hùng không yêu cầu bồi thường gì thêm, đồng thời có đơn bãi nạn xin giảm nhẹ hình phạt cho Long. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Như Long 8 năm 6 tháng tù về tội giết người. 8 đối tượng dùng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn. Ngày 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai nhóm với 8 đối tượng để phục vụ điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 23 tháng 9 tại khóm 3 phường 3. Các đối tượng gồm Bùi Đắc Tài sinh năm 2002, Trần Quang Hà sinh năm 2004 và Trần Hữu Tân sinh năm 1993 cùng ngụ tại phường 3. Trần Quốc Sang sinh năm 2002, Trần Văn Tâm sinh năm 1978 và Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1991, cùng ngụ tại phường 5. Lê Tấn Khôi sinh năm 2005, ngụ huyện Long Hồ và Nguyễn Minh Sang sinh năm 2003, ngụ phường 8 thành phố Vĩnh Long. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 8, giữa nhóm của Tài và nhóm của Sang có mâu thuẫn về tiền bạc. Sau đó hai nhóm đã hẹn nhau tại đường Mậu Thân, phường 3 để đánh nhau. Lúc này, Tài có 3 người cầm theo hai cây dao tự chế, còn Sang đi cùng 3 đối tượng cầm theo súng tự chế và dao để đến điểm hẹn. Đến khu vực khóm 3, phường 3 thì hai nhóm nhìn thấy nhau nên Sang đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên. Thấy vậy, nhóm của Tài đã bỏ chạy nhưng nhóm đối thủ rượt đuổi qua nhiều tuyến đường gây náo loạn, mất an ninh trật tự. Nhận thấy hành vi của các đối tượng là rất nguy hiểm nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra. Bắt một nữ sinh quỳ, xịt hơi cay vào mặt tại Hải Phòng. Trần Văn Thạch, 26 tuổi, bị triệu tập về hành vi trêu ghẹo thô tục, đánh, bắt quỳ và xịt hơi cay vào mặt nữ sinh lớp 10. Ngày 25 tháng 9, Thạch trú ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn, công an Hải Phòng, triệu tập để làm rõ những cáo buộc gây ra với nữ sinh lớp 10 tên Hà. Thạch thừa nhận hành vi hiện được cho về nhà, cấm đi khỏi nơi cư trú. Một cán bộ điều tra quận Đồ Sơn cho biết, Chiều tối ngày 23 tháng 9, Hà đi ra khỏi nhà và bị nhóm của Thạch ngồi ăn nhậu gần đó buông lời trêu ghẹo. Một lúc sau quay về, nữ sinh tiếp tục bị nhóm này nói lời thô tục nhiều hơn. Theo tố cáo, Hà phản ứng lại và bị Thạch cùng nhóm bạn hành hung, bắt quỳ xuống đất xin lỗi. Thạch ra ô tô lấy bình hơi cay xịt thẳng vào mặt nữ sinh. Hà được người nhà đưa đi cấp cứu với thương tích vùng mặt, hai mắt tổn thương. 4 năm trước, Thạch khi là công an nghĩa vụ bị tố cáo liên quan cái chết của nữ sinh 17 tuổi bị xâm hại. Nội dung này sau đó đã được xác định không có căn cứ xử lý, thạch ra quân sớm. Bắt được hai đối tượng dùng gạch và gậy sắt đánh người gây thương tích. Ngày 25 tháng 9, công an huyện Nhân Trạch, Đồng Nai đã bắt tạm giam Thái Quốc Trạng sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1992 cùng ngụ tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích sau nhiều ngày bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 3 tháng 1 năm 2021, tại khu trọ thuộc ấp 2, xã Long Thọ, anh Nguyễn Văn Cường sinh năm 1987, ngụ tại Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, tạm trú tại khu trọ trên. Do có mâu thuẫn cá nhân trước đó với Thái Quốc Trạng và Nguyễn Văn Nghĩa, nên đã bị Trạng và Nghĩa dùng gạch và gậy sắt đánh gây thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy và tẩu thoát. Ngày 26 tháng 5 năm 2021, căn cứ vào vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhân Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và tích cực truy tìm hai đối tượng gây án. Đến chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, bằng các nghiệp vụ cảnh sát hình sự Công an huyện Nhân Trạch đã phát hiện, bắt giữ Thái Quốc Trạng tại ấp 3, xã Long Thọ và Nguyễn Văn Nghĩa tại khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước. Qua làm việc, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Nhân Trạch Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật. thanh niên lái xe luồng xanh từ Long An xuống Trà Vinh để đánh nhau. Ngày 26 tháng 9, Công an xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 24 tháng 9, Công an xã Hòa Lợi nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên sử dụng hung khí đang thanh toán nhau tại khu vực chợ Hòa Lợi nên nhanh chóng đến hiện trường. Qua đó bắt giữ 3 đối tượng gồm Mai Phú Quý, 27 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Lê Văn Toàn, 26 tuổi, Trần Hoàng Quy, 27 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn trong lúc chơi game điện tử trên mạng nên Quý đã hẹn Quy đến chợ Hòa Lợi để giải quyết. Chiều ngày 24 tháng 9, Quý mang theo gậy ba khúc điều khiển xe ô tô tải, luồng xanh từ Long An về Trà Vinh để gặp Quy. Đến nơi hẹn, Quý bị nhóm của Quy và Toàn dùng một thanh sắt dài đánh nên bỏ chạy. Trong lúc đang rượt đuổi thì bị công an phát hiện tước hung khí. Lĩnh án tử hình vì trở thuê ma túy Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử các bị cáo Vàng A Bông sinh năm 1986, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Hồ A Chớ sinh năm 1991, trú tại Mường Trà, tỉnh Điện Biên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình công an điều tra, bị cáo Vàng A Bông và Hồ A Chớ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, xét đến mức độ, tính chất và hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Vàng A Bông và Hồ A Chớ án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy được quy định tại điểm B khoản 4 điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhận định, trong vụ án này có người đàn ông gọi điện để thuê vàng A Bông vận chuyển ma túy, tên trầu chưa rõ họ và địa chỉ. Và người gọi điện cho Hồ Á Chớ đi nhận ma túy, chưa rõ nhân thân. Nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh. Lầu A Thông là người được vàng A Bông rủ đi Bắc Ninh nhưng không biết việc mình cùng Hồ Á Chớ đang vận chuyển ma túy nên cơ quan điều tra không đề cập đến việc xử lý thông trong vụ án này. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 25 phút ngày 19 tháng 4 năm 2021, Tổ công tác 223 Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trạm Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Tân Lạc làm nhiệm vụ tại km 110 500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Phát hiện chiếc ô tô mang biển kiểm sát 27A06341 đi hướng Sơn La, Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Trên xe có vàng A Bông, người điều khiển. Ngồi ghế phụ phía dưới là Lầu A Thông và ngồi ghế phụ phía sau là Hồ A Chớ. Lực lượng chức năng phát hiện trên ghế sau có một chiếc ba lô, bên trong có 9 bánh heroin với tổng trọng lượng là hơn 3kg. Tại cơ quan công an, Vàng A Bông và Hồ A Chớ khai nhận số ma túy trên là do bông và chớ trở thuê cho một người đàn ông dân tộc Mông tên là Chẩu, quốc tịch Lào, để nhận 50 triệu đồng.